Vâng, lời đầu tiên cho Phương Nam gửi lời chào, lời chúc chúc tất cả quý khách sức khỏe dồi dào và làm ăn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì Bầm Xe Máy sẽ quay một chiếc xe Vitus 175cc. Đó, xe cực kỳ đẹp, máy êm, xe mua về là đi không phải làm gì nhá. Đó. Địa chỉ cửa hàng của mình nằm ở ngã tư Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại là 0977355248. Cửa hàng mình có vận chuyển xe toàn quốc, Bắc Trung Nam đều chuyển được hết nha các bạn. Đấy, có mua bán trao đổi các loại xe. Này. Nhà mình có nuôi hai con luôn đấy. Vâng, xe đẹp máy êm nha các bạn. Vận chuyển xe toàn quốc luôn. Đây, nhông xích còn mới nha, nhông xích to, mới. Xe này còn khá là đẹp, tương đối ok. À, quý khách mua về đi không phải làm gì, vỏ viết cũng còn xài được nha. Đấy, vỏ trước vỏ sau đều xài được hết. Xe này còn tương đối bóng bẩy. Giá siêu rẻ cho anh em luôn, chỉ có xe này bán xả cho các bạn luôn 27 triệu đồng thôi. À, 28 triệu nhé. Giảm giá kịch liệt cho anh em luôn. Vitus 170. Rồi cái bô này, đấy các bạn thấy không? Bô khá là ok. Đấy, máy móc sạch sẽ nhá, xe khô gian nhá. Đồng hồ lên đầy đủ hết này. Ok, các bạn xem nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và hôm nay clip mình quay tới đây thôi. Còn bên này đang rất nhiều xe này, mình sẽ quay chi tiết từng chiếc một cho các bạn xem cho nó kỹ. À, xe về khá là nhiều, ngoài kia còn rất là nhiều. Anh em từ từ xem nhé.